tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2022 tại Cali, nhằm ngày 25 tháng 1 năm 2022 tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng bắt đầu vào chương trình livestream tại diễn đàn Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn cầu. Trân trọng kính mời. Đầu tiên, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng thông công dâng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện. Chúng tôi, Thiếu tướng Trần Minh Tôn, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, nguyện xin Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thác, cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, chúng ta cùng an tọa và lắng nghe bài hát Việt Nam Đào Minh Quân hành khúc. Xin trân trọng kính mời. Đào Minh Quân anh hùng cứu người dân, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lần thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho người, tổ quốc quang vinh Việt Nam. Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lần thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho một người,
dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây cờ đổ thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương đang soi sáng toàn nước Việt cầu, toàn nước Việt Nam và lan tỏa khắp địa cầu đó. Chắc chắn điều đó đang đến và sẽ đến. Và kính thưa quý đồng bào, tất cả toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đang sống dưới ách thống trị của Cộng sản Việt Nam, và sau lưng là sự sai khiến của Cộng sản Tàu. Và nước Việt Nam của chúng ta là một vùng đất địa linh nhân kiệt, cho nên khi Sơn Hà nguy biến, quốc gia lâm nguy, thì chắc chắn Thượng Đế Trời Phật, hồn thiên sông núi sẽ sai một vị thiên sứ đến thế gian này để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Thật đúng như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy vị thiên sứ đó chính là Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Vì Ngài là một vị minh quân, Ngài đem hết tấm lòng của Ngài để xua tan bóng đêm tăm tối ở tại nước Việt Nam của chúng ta, và đẩy lùi cái chế độ tàn ác tàn bạo cộng sản phi nhân ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta càng ngày càng biết đến Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và nếu chúng ta muốn đất nước của chúng ta mau sớm được tự do no ấm thật sự nha tất cả quý vị, chứ không phải tự do giống như Cộng sản nó rêu rao là tự do hạnh phúc, nhưng chúng ta cần phải nghĩ ngược lại là không có tự do. Vì người dân Việt Nam đang sống dưới ách thống trị của Cộng sản Việt Nam, và có miệng như câm, có tai như điếc và có mắt như mù. Không ai dám nói điều gì cả, ngay cả những người giỏi, tài giỏi của Việt Nam bây giờ cũng đi đâu hết rồi. Là vì Cộng sản Việt Nam nó quá tàn ác, vì nó dưới sự sai khiến của Cộng sản Tàu, cho nên nó giết người không gớm tay, và nó giết người để đe dọa. Từ chỗ đó người dân Việt Nam bây giờ im hơi lặng tiếng, và Đức Quốc Công của chúng ta đang kêu gọi tấm lòng của từng người. Ai còn nghĩ đến đất nước của chúng ta? Ai còn nghĩ đến tương lai của con em chúng ta về sau? Thì chúng ta hãy mạnh dạn. Và mạnh dạn ở đây chúng ta không cần làm điều gì nặng nhọc cả. Chúng ta chỉ cần mạnh dạn bước vào trang, vào link của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh đạo. Và những link đó để chúng ta nói lên tiếng nói của mình, không chấp nhận chế độ Cộng sản ở tại Việt Nam. Và chúng ta đã biết sau lưng Cộng sản Việt Nam là Tàu Cộng, nó đang sai khiến những người Cộng sản Việt Nam để đem dân nước Việt Nam cho Tàu. Từ chỗ đó, cho nên người Việt của chúng ta còn nghĩ đến tương lai của đất nước Việt Nam, còn nghĩ đến tương lai của con em, con cháu của chúng ta về sau, thì chúng ta hãy mạnh dạn vào link của chính phủ để trưng cầu dân ý. Và chính phủ đã có nhiều link để chúng ta vào mà không cần không sợ là bị trở ngại. Thứ nhất, chúng ta vào Google, hay là chúng ta có thể có Facebook, thì chúng ta vào để xem những cái Facebook nào mà có đăng cái trang, cái link của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công lãnh đạo, liên trưng cầu dân ý, thì chúng ta chỉ cần bấm vào đó và trang cái lá phiếu sẽ hiện ra để chúng ta điền vào. Nó nhanh và nó gọn và lẹ và an toàn. Còn nếu chúng ta không có Facebook thì chúng ta vào Google, chúng ta chỉ cần nhấn ba chữ www rồi chấm trưng cầu dân ý viết tắt rồi chấm US
đó là một link. Hoặc là chúng ta vào Google, chúng ta nhấn ba chữ W rồi chấm trưng cầu dân ý, viết tắt chấm info, chữ info là y ngắn NFO. Hoặc là chúng ta vào Google nhấn ba chữ W chấm trưng cầu dân ý, viết tắt chấm word, chúng ta viết là WORLD. Hoặc là chúng ta vào Google nhấn ba chữ W rồi chấm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý, viết tắt chấm com đó. Hoặc là chúng ta vào link vào Google, chúng ta nhấn ba chữ W rồi chấm Việt Nam Cộng Hòa viết nguyên số 3 chấm com. Hoặc là vào Google nhấn ba chữ W rồi chấm Việt Nam Cộng Hòa viết tắt số 3 chấm com. Hoặc là vào Google chúng ta nhấn ba chữ W chấm đón tổng thống viết nguyên chấm com. Tất cả chúng ta đều vào chọn một trong những link chúng tôi vừa mới phổ biến. Chúng ta vào đó để điền vào lá phiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại, số căn cước, và ai giới thiệu cho chúng ta vào để trưng cầu dân ý. Nếu không thì chúng ta tự tìm, thì chúng ta không có ghi ngay chỗ đó. Rồi chúng ta nhấn ba cái câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta có đồng ý bầu cho Đức Quốc Công là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không? Vì những ai chưa trưng cầu dân ý là những người đó chưa có chấp nhận Đức Quốc Công là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn ai đã trưng cầu dân ý thì người đó đã chấp nhận Đức Quốc Công là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và chấp nhận cho Ngài đại diện nước Việt Nam để cứu nước Việt Nam ra khỏi bàn tay sắc máu của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Rồi, chúng ta, câu hỏi thứ hai là chúng ta có đồng ý tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hay không? Đồng ý thì chúng ta nhấn có. Và chúng ta, những gì chúng ta ghi vào trong lá phiếu đó là sự thật thì chúng ta nhấn chữ có, sau đó nhấn gửi đi. Thì khi gửi đi, tất cả những chi tiết trong lá phiếu của chúng ta vừa mới điền vào hoàn toàn biến mất. Rồi, lá phiếu sẽ hiện lên cho chúng ta số căn cước để chúng ta điền vào. Thì khi hiện lên, chúng ta lấy giấy viết điền ghi ra cái số căn cước đó của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta nhấn gửi đi lần thứ hai thì hoàn toàn những gì chúng ta ghi trong cái lá phiếu biến mất hết. Và nếu chúng ta muốn xóa nữa thì trong điện thoại chúng ta ở phía góc bên phải, ở phía dưới có hai cái ô vuông đang chồng lên nhau, thì chúng ta nhấn vào ô vuông đó thì cái lá phiếu mà nó không có gì trong đó nó hiện lên. Chúng ta nhấn cái dấu chéo, dấu cross đó, quý vị, thì cái dấu đó là cái lá phiếu đó cũng biến mất luôn, hoàn toàn trong điện thoại chúng ta không thấy gì cả, rất là an toàn. Vì Đức Quốc Công đã biết Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu chúng nó ác độc và quỷ quyệt đến giường nào, cho nên Ngài đã bảo vệ cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta bằng lá phiếu trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình. Vì Đức Quốc Công thừa biết là Cộng sản nó luôn rình rập người dân và xem dân là kẻ thù tiềm ẩn. Cho nên từ chỗ đó, người dân cứ sợ nhìn tới nhìn lui, rồi cứ sợ mà không dám làm gì cả. Và cái sợ đó là chính mình sợ là mình sẽ tự hủy diệt mình. Vì thời gian nó không ngừng lại và mật nghị thành đô đang đến gần và Cộng sản Việt Nam sẽ giao nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Từ chỗ đó, toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta sống dưới ách thống trị của Tàu Cộng, thì chúng ta thử nhìn xem nước Tàu nó không thương dân nó thì làm gì nó thương dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ bị diệt vong. Từ chỗ đó, ngày hôm nay Đức Quốc Công đã ráo riết để giúp cho người dân của chúng ta thoát khỏi chế độ Cộng sản bằng hệ thống trưng cầu dân ý. Và duy nhất, chỉ có hệ thống trưng cầu dân ý mới giúp cho người dân thoát khỏi chế độ Cộng sản mà thôi. Và một điều tuyệt vời hơn nữa thì
chúng ta cần phải thấy hãnh diện là chính người Việt của chúng ta, những người rất là tài ba lỗi lạc của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã những kỹ thuật viên đã chế ra cái hệ thống trưng cầu dân ý này rất là an toàn, mà Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu không có ai mà có thể chui vào được đó, thưa quý vị. Rất là tuyệt vời. Và trên thế giới này chỉ có một hệ thống trưng cầu dân ý của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo, duy nhất mà thôi, và an toàn tuyệt đối mà thôi. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy người Việt của chúng ta rất là may mắn, ngày hôm nay đã được Thượng Đế Trời Phật ban cho một vị thánh nhân xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam của chúng ta thoát khỏi một cái chế độ tàn ác, phi nhân tính. Nó đang cai trị người dân Việt Nam rất là tàn độc. Mà duy nhất chỉ có một mình Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân là diệt tiệt được Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đó quý vị. Cho nên Ngài đã diệt Cộng sản bằng cái hai mặt. Thứ nhất là về mặt quốc tế, Ngài đã làm sẵn cho người dân của chúng ta. Và Đức Quốc Công đã được Hoa Kỳ đồng ý song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và Đức Quốc Công đã khai sáng lại nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nối tiếp từ Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, mà nhiều người dân Việt Nam còn nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa đã chết. Nhưng chúng ta phải thấy vui mừng là chính nhờ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã khơi dậy Việt Nam Cộng Hòa sống lại bằng Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã khai sáng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 2018. Và Đức Quốc Công đã nhờ số phiếu của người dân của chúng ta trong 3 thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên đã bầu chọn Đức Quốc Công từ khi Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm làm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Và sau đó hơn 4 triệu phiếu của đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đã bầu chọn cho Đức Quốc Công để Ngài nhận trọng nhiệm tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2018 vừa qua. Và Đức Quốc Công cũng đã hy sinh những tâm huyết của Ngài. Ngài đã bỏ hết thời gian để Ngài soạn ra Bộ Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là Ngài dồn hết tâm huyết, lòng yêu thương dân tộc Việt Nam của chúng ta để cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta ở mọi tầng lớp, từ già đến trẻ, đến thanh niên, đến những người mới sinh, đến các phụ nữ, trẻ em, người già, thanh niên, tất cả đều được hưởng lợi từ công lao của Đức Quốc Công Ngài dành cho người dân Việt Nam của chúng ta. Và Đức Quốc Công không màng đến sự nghiệp vẻ vang của Ngài ở tại Hoa Kỳ. Đến Hoa Kỳ, Ngài cũng đã là vị triệu phú người Việt đầu tiên ở tại Hoa Kỳ. Nhưng Ngài không màng. Ngài sẵn sàng bán hết tài sản để cứu 17 trại tị nạn khi mà thế giới không có nhận người tị nạn Việt Nam đi sang định cư ở nước thứ ba nữa. Cho nên chúng ta đã nhìn thấy quá trình hy sinh, cống hiến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là vô bờ bến. Từ chỗ đó, cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy nói với nhau, chúng ta được cứu rồi, và người cứu chúng ta duy nhất chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mà thôi, hoàn toàn không có người thứ hai. Và một thắng lợi vẻ vang mà Đức Quốc Công đã đem đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, đó là Ngài đã thắng vụ kiện tại Tòa án Môi trường Quốc tế
ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua, và Tập Cận Bình và Tàu Cộng phải bồi thường cho Đức Quốc Công 38.000 tỷ Mỹ Kim. Năm tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, mỗi tên phải thiếu nợ Đức Quốc Công 20 tỷ Mỹ Kim. 20 tỷ Mỹ Kim là 20.000 triệu Mỹ Kim đó thưa quý đồng bào. Và những số tiền mà Cộng sản nó đang thiếu nợ Đức Quốc Công, Đức Quốc Công dành tặng cho Hoa Kỳ 22.000 tỷ để trả ơn Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đã cưa mang người Việt của chúng ta khi mà lưu vong ra thế giới không có ai nhận, thì Hoa Kỳ đã dang rộng vòng tay để đón nhận những người Việt tị nạn của chúng ta. Và ngày hôm nay, tất cả những con em của những người Việt đã đi vượt biên vượt biển sang các nước tự do, ngày hôm nay con em của các người Việt đó đã thành danh và thành công ở trên xứ người. Đó là nhờ công lao của Hoa Kỳ, một nước đàn anh đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa đã cưu mang người Việt của chúng ta. Và Đức Quốc Công đã dành tặng 22.000 tỷ cho Hoa Kỳ để cho vị tổng thống nào chính phủ Hoa Kỳ của chính phủ Hoa Kỳ giúp cho Việt Nam của chúng ta khôi phục lại, lấy lại được đất tổ và không làm khổ dân, thì Đức Quốc Công sẽ tặng cái số tiền 22.000 tỷ. Còn số tiền còn lại tất cả Đức Quốc Công dành trọn cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên chúng ta hãy mạnh dạn và đừng sợ sệt, vì sự sợ sệt của chúng ta ngày hôm nay là chính chúng ta tự hủy diệt mình đó. Và Đức Quốc Công dành cho người Việt của chúng ta có quyền nói lên tiếng nói của mình: chúng tôi không chấp nhận chế độ Cộng sản ở tại Việt Nam, và ngay cả sau lưng Cộng sản Việt Nam là Cộng sản Tàu thì người Việt cũng không bao giờ chấp nhận, để cho Cộng sản Việt Nam giao nước Việt cho Tàu. Cho nên chỉ có một biện pháp duy nhất là trưng cầu dân ý. Thì tất cả về phương diện quốc tế, Đức Quốc Công đã làm sẵn tất cả, và còn thế quốc dân. Thì thế quốc dân là mỗi một người dân phải nói lên tiếng nói của mình. Còn nếu người dân mà thờ ơ và nhu nhược, có nghĩa là người này chờ người kia chờ người nọ, và chúng ta nói nếu chúng ta không làm thì người khác làm, và chúng ta cứ nghĩ như thế thì người nào cũng ngồi đó mà chờ, cuối cùng chúng ta bị diệt vong. Cho nên chúng ta phải tự thấy trách nhiệm của mình và bổn phận của mình là phải tìm hiểu, học hỏi. Và hiện tại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, những chương trình truyền thông của chính phủ rất là nhiều. Chúng ta hãy chỉ cho người dân và cho người dân thấy được chương trình của chính phủ, thì người dân nghe, hiểu, nhìn, thấy và người dân tự phán xét. Ở đây Đức Quốc Công không bắt buộc ai cả, chúng tôi cũng không ép ai cả. Chúng ta tự nguyện, tự tấm lòng của mình và tự hiểu biết mình có trách nhiệm và bổn phận gì đối với đất nước, đối với xã hội, đối với gia đình của chúng ta, đối với con em của chúng ta về sau. Cho nên chúng ta tự nhận thấy và chúng ta tự nguyện, không ai bắt buộc chúng ta cả. Vì thể chế Việt Nam Cộng Hòa là hữu thần, luôn tin tưởng ở Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi. Còn Cộng sản thì nó tàn ác, cho nên từ chỗ đó nó dùng vũ khí và bạo lực để trấn áp người dân. Thì chúng ta thử suy nghĩ xem chúng ta chọn con đường nào, để chúng ta tự phán xét và chúng ta tự ý thức, hay là chúng ta chờ Cộng sản nó đưa dao hay là đưa súng để nó ép chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta bị diệt vong. Trong khi Đức Quốc Công đang cho người dân nói lên tiếng nói của mình,
mạnh dạn bằng lá phiếu trưng cầu dân ý mà chúng ta sợ, chẳng khác nào chúng ta đang chờ chết. Còn những ai mà đã lỡ theo chế độ cộng sản, Đức Quốc Công cũng cho cơ hội quay trở về với chính nghĩa quốc gia, cũng dùng lá phiếu trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để đối công chuộc tội và ký đạp mặt Hồ Mao. Là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng mà Cộng sản Tàu nó đã cài cắm vào nước Việt Nam của chúng ta và bắt người dân của chúng ta phải gọi là cha già dân tộc. Đó là một điều sỉ nhục của toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà tại sao chúng ta lại im hơi lặng tiếng và làm ngơ? Chúng tôi không hiểu nổi, trong khi ở trong xã hội thì có những người nói qua nói lại chúng ta là cùng là người Việt với nhau, hơn thua với nhau một tiếng thì ăn thua đủ và đánh đập với nhau, đánh lộn với nhau đến khi đổ máu. Nhưng tại sao tất cả toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta mà giặt nó vào, nó bắt gọi là cha già dân tộc một cái tên gián điệp Tàu Cộng, nó nằm, cái xác nó nằm tại Lăng Ba Đình thì tất cả lại im lặng? Tại sao như vậy? Chúng ta suy nghĩ thử xem, có phải cái đó là chúng ta đang hèn hay không? Hèn với giặc và ác với dân. Tất cả người dân Việt Nam của chúng ta là anh em một nhà. Chúng ta hãy nhường nhịn với nhau, không nên ăn thua đủ với nhau. Nhưng chúng ta hãy biết giữ nước, đoàn kết lại để giữ nước bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Đức Quốc Công cho chúng ta đoàn kết bằng lá phiếu mà Cộng sản nó không khám phá ra được. Đó là một điều tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, để chúng ta cùng nhau cứu nước đó, thưa quý vị. Cho nên mỗi ngày người dân càng hiểu biết thêm nhiều, biết đâu là chánh, đâu là tà, mà Đức Quốc Công đã dạy cho chúng ta 6 chữ: đúng sai, thiện ác, chính tà. Chúng ta hãy thực hiện đúng lời của Đức Quốc Công đã hướng dạy chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ lấy được nước, không có chờ đợi thời gian lâu đâu, thưa quý vị. Bây giờ chỉ cần lòng dân nữa mà thôi. Vì thế quốc tế, Đức Quốc Công đã làm sẵn hết cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta rồi. Chỉ còn có chờ thế quốc dân nữa mà thôi. Hôm nay chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe thông báo từ văn phòng thường trực ngày tàn của Cộng sản Việt Nam. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng lắng nghe. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Ngày tàn của Cộng sản Việt Nam. Ngày 20 tháng 1 năm xin lỗi, năm 2022. Khí thế mạnh mẽ ủng hộ và hậu thuẫn Tổng thống Đào Minh Quân làm hoàng đế Việt Nam càng ngày càng dâng cao. Chúng tôi đã nhận được thêm sự ủng hộ của giới Hollywood. Ngay cả những Pháp Kiều cũng công nhận chỉ có Đức Quốc Công là cứu tinh của Việt Nam mà thôi. Và còn gửi thư trưng cầu dân ý xin làm công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Về phía đồng nhiệm, chúng ta cũng đã nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả mọi người với việc hoàn thành dàn solar điện năng mặt trời tại tụ nghĩa đường của các giới chức sau đây: Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Trí, Đại tá Đỗ Đức Thình, Đại tá Tô Văn Đức, Đại tá Nguyễn Vĩnh Phúc, Thiếu tá Lê Hoàng Phước. Kể cả việc nghiên cứu thư thỉnh nguyện hoàng bào ấn tín đến việc đóng góp tài chính cho ngày đại hội lớn 30 tháng 4 năm 2022, mọi người đều nô nức góp công. Ngoài số ngân khoản gửi cho ban tổ chức chưa có báo cáo chính thức, văn phòng thường trực đã nhận được thêm những ngân khoản sau đây: 1.000 USD của đại biểu Nguyễn Thị Cúc, 5.000 USD của chuẩn tướng
Tammy Huỳnh. 100 US của The Samuel Morris Revocable Trust. 5.000 US của đại biểu Nguyễn Nam. 300 US của bà Nguyễn Thị Ninh. Chúng tôi xin ghi nhận tâm đức của mọi thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang tận tụy, hy sinh, tâm huyết và tài chánh để phục vụ Tổ quốc và đồng bào. Nhưng ngược lại, thử nhìn xuống bọn đầu sỏ gian tham Cộng sản Việt Nam và con cháu chúng nó như thế nào? Ngoài những tin tức láo cá do bọn truyền thông bất lương tung hứng, những đe dọa của bọn công an, còn loại sâu dân mọt nước như lũ con cháu Việt Cộng đang đục khoét quê hương ta tan nát ra sao? Trong khi dân ta thiếu ăn, thiếu học, phải ngủ bờ, ngủ bụi, lê lết đầu đường xó chợ, thì chỉ một tên con rể của Nguyễn Xuân Phúc như Vũ Chí Hùng, chồng của Nguyễn Thị Xuân Trang, chỉ sau hơn chục năm làm rể đã đục khoét ra sao? Ngoài khối tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đồng, một mình y đã có trên vài chục căn hộ của chìm, của nổi, chứng khoán vô số. Trong bản tự kê khai tài sản của Vũ Chí Hùng trước khi rời công ty PTSC để về giữ chức phó vụ quản lý thuế các doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính năm 2014, thì y có ít nhất là 5 căn nhà và 2 mảnh đất tại quận 2 và quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, gồm có: thứ nhất, căn hộ rộng 260m2 tại khu căn hộ cao cấp 5 sao City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. 2. Căn hộ rộng 180m2 tại khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 3. Căn hộ rộng 127m2 tại khu căn hộ cao cấp Parkson, số 126 Hùng Vương, quận 5, Sài Gòn. 4. Nhà mặt tiền số 29A Đồng Khởi, quận 1, Sài Gòn, thuộc khu kim cương đắt đỏ nhất Sài Gòn. 5. Nhà thứ 5, căn biệt thự rộng 340m2 tại số HS04 gạch ngang 29 Hoa Sữa, Vinhome, Riverside, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. 6. 600m2 đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức. 7. 1.000m2 đất tại quận 9, Thủ Đức. Về tiền mặt, cổ phiếu: 1. Tiền mặt và tiền gửi tại các ngân hàng tín dụng 34,5 tỷ đồng. 2. Cổ phiếu hiện trị giá 129 tỷ đồng. Đó là không kể những căn chung cư chúng kê khai, còn vô số căn nhà đã mua tại ngoại quốc và tiền đô nằm trong nhà băng tại nước ngoài nhiều bao nhiêu. Đồng bào và các bạn trẻ, sinh viên, học sinh tự suy nghĩ xem, trong lúc cộng sản chúng nó rêu rao dân ta là chủ, nhưng có biết bao nhiêu người không nhà, không tiền, không nơi nương thân, phải ăn xin, ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ trong nghĩa địa. Trong lúc bọn Cộng sản Việt Nam nói chúng là đầy tớ của nhân dân, mà chỉ một tên con rể thôi đã có tài sản kết xù như thế, vậy thì bọn đầu sỏ như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm và con cháu của chúng nó có tiền muôn, bạc triệu bao nhiêu? Bản thân Nguyễn Xuân Phúc và đàn em đã tìm cách đến Hoa Thịnh Đốn chạy chọt, lân la làm quen với các quan chức Hoa Kỳ và mua chuộc lũ truyền thông bưng bít tin tức của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Bình Minh, Bùi Thanh Sơn đã làm trong quá khứ. Nhưng lần này,
chúng nó đã thất bại vì các cơ quan truyền thông quốc tế đã không những đăng tải tin tức của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, mà hai tạp chí mạng quốc tế nổi tiếng từ Hoa Kỳ cho đến Ấn Độ như New York Daily, NKY Daily và EIN Press Wire đã cùng đăng tải bài Tinh thần Đào Minh Quân, Spirit of Đào Minh Quân trong hoạt đơn. Đúng là khi ánh sáng công lý, sự thật bừng lên, thì sự tối tăm của tà ma vô đạo Cộng sản đương nhiên bị đẩy lùi. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng ta đã thấy là chúng ta so sánh người dân Việt Nam bây giờ, các em trẻ, các em nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, thì chúng ta sẽ thấy tương lai của đất nước Việt Nam của chúng ta đi về đâu. Vì nên nhớ, tương lai của đất nước là thế hệ trẻ, và thế hệ trẻ mà dốt nát đói khổ thì nước Việt của chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt vong. Còn những tên đầu sỏ, nó giàu có và nó ôm tiền của, đó là sự sống của dân Việt của chúng ta mà chúng hút máu cả mấy chục năm qua rồi đó. Cho nên chúng ta nghĩ, suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta mới thấy Đức Quốc Công của chúng ta tuyệt vời bao nhiêu. Ngày nay, Ngài đã thắng kiện ở tại Tòa án Môi trường Quốc tế để chi? Để những số tiền mà chúng đã hút máu người dân, Đức Quốc Công sẽ lấy lại để trả cho dân đó, thưa quý vị. Chúng ta có thấy tuyệt vời hay không? Những năm tháng đau khổ của người dân sẽ chấm dứt khi người dân chúng ta không còn ngộ nhận mà nuôi dưỡng Cộng sản. Vì chúng ta đang ngộ nhận để nuôi dưỡng Cộng sản và chúng hút máu người dân đến cạn kiệt. Nhưng Đức Quốc Công của chúng ta đã siết cổ chúng nó từ ở trên. Đức Quốc Công chỉ đánh đầu sỏ chứ không có đánh những người ở dưới. Là vì sao? Đức Quốc Công của chúng ta đã biết tất cả đều ngộ nhận và lầm tưởng chế độ Cộng sản, vì chúng nó lúc nào cũng lừa gạt người dân, và người dân tưởng là chế độ Cộng sản là lo cho dân. Nhưng không, ngày hôm nay sự thật đã phơi bày. Chế độ Cộng sản đã cai trị ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta trên 75 năm ngoài miền Bắc và hơn 45 năm trong miền Nam. Thì thực tế người dân Việt Nam sống ra sao? Thực tế đã rõ ràng, sự thật đã phơi bày. Thì như vậy chúng ta mới thấy là Cộng sản nó đang lừa gạt người dân, mà Đức Quốc Công của chúng ta đang lấy lại tất cả những gì mà người dân Việt Nam đã mất. Đó là một điều trên cả tuyệt vời mà người dân của chúng ta ngày hôm nay hãy loan tải những tin tức này để chúng ta mau khôi phục lại đất nước Việt Nam của chúng ta, vì thời gian sẽ không chờ đợi và tận nhân lực thì tri thiên mạng. Mà người dân của chúng ta nếu không tận nhân lực thì có trời muốn cứu cũng không được, vì chúng ta không tự cứu mình thì ai cứu mình đây? Chúng ta hãy nhớ có một lần ở tại nước Nhật, khi trận bão tsunami đến nước Nhật và nước Nhật tất cả những người dân Nhật dường như là không còn sinh lực, nhưng vị tổng thống Nhật đã lên một câu nói thôi: nếu chúng ta không cứu chúng ta thì ai cứu chúng ta đây? Và sau khi mà một vị lãnh đạo của nước Nhật nói một câu nói đó thì tất cả những người mà không bị ảnh hưởng của nạn tsunami, những người giàu có mở những kho lương thực ra và phát cho người dân. Đó, thì chúng ta mới thấy được tinh thần của người dân Nhật. Ngày hôm nay Đức Quốc Công đang chờ đợi tinh thần của người dân Việt của chúng ta. Và chúng ta mỗi người hãy loan tải những tin tức này, đừng thờ ơ vô cảm. Vì khi chúng ta thờ ơ là chúng ta sống ích kỷ và chúng ta vô tình làm lợi cho giặc.
và chúng ta vô tình giết hại đi dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà nên nhớ, khi chúng ta ích kỷ thì chính bản thân của chúng ta cũng bị diệt vong, chứ không phải là chúng ta thoát khỏi đâu thưa quý vị. Vì không sớm thì muộn. Cho nên chúng ta hãy nghĩ, toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta hãy đoàn kết lại bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, càng sớm càng tốt. Cho nên ngày hôm nay người Việt đang được cứu, thì chúng ta hãy nói với mọi người, đừng có nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm, theo như lời của Ngài Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là Ngài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và ngày hôm nay, Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đã cho người dân chúng ta một câu nói nữa, đó là đừng nghe và đừng thấy những gì Cộng sản nói, mà phải biết bản chất và đảng tính của chúng. Vì bản chất của Cộng sản và đảng tính của Cộng sản là ác độc, lừa gạt. Và nên nhớ, Cộng sản là một chính sách. Cho nên nhiều người nói Cộng sản thì có người tốt, người xấu, xin thưa không. Tất cả những người Cộng sản phải làm theo chính sách của Cộng sản. Cho nên dù cho những người theo chế độ Cộng sản mà có thương dân cũng không dám đó thưa quý vị, là phải thực hành theo chính sách của Cộng sản. Cho nên trong chế độ Cộng sản chúng đã đưa ra cái luật 10-1, thì khi mà chúng chưa thắng thì chúng chưa thực hiện đâu. Nhưng khi chúng đã thắng toàn bộ thì luật 11 cũng đã diễn ra rồi. 10 người trừ ra một người, và những người trong số 10 người tự nhiên là mật báo viên không công để báo cho Cộng sản đó. Cho nên đó là tại sao khi mà miền Nam của chúng ta sau 30 tháng 4 năm 1975 đã bị Cộng sản cướp chính quyền đó, thì tất cả những người dân đi đến đâu cũng phải báo tạm trú tạm vắng, đúng không? Và chúng nó đã cho người dân rình người dân. Và khi mà người nào đến địa điểm nào thì chúng nói tại sao không báo, và người dân lại báo cho chúng. Đó, thì người dân ngày hôm nay chúng ta đừng nên mê mờ nữa, đừng tiếp tay với Cộng sản để mất nước, mà chúng ta hãy nên trưng cầu dân ý, và chúng ta hãy thương dân tộc Việt Nam của chúng ta, chớ đừng có nghe theo Cộng sản. Rồi Cộng sản Tàu nó đang dùng củi đậu nấu đậu, có nghĩa là nó đang dùng người Việt để giết người Việt. Và hiện tại chúng dùng người Việt cai trị người Việt, và cái hệ thống của chúng đang cai trị người dân, bây giờ chúng đã đưa Tàu vào rất nhiều. Còn người Việt đang cai trị người Việt thì phải làm dưới lệnh trên của chúng đó. Cho nên từ chỗ đó chúng ta hãy mạnh dạn trưng cầu dân ý, và hệ thống trưng cầu dân ý không có ai phát hiện được. Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu cũng không có tìm ra được ai đã trưng cầu dân ý rồi và ai chưa trưng cầu dân ý. Thì những người đã trưng cầu dân ý rồi vẫn bình an vô sự, ngoại trừ chúng ta không nhờ một người nào, chúng ta không tin tưởng để trưng cầu dân ý dùng cho chúng ta. Thì Cộng sản nó đi theo cái đường đó để nó bắt chúng ta mà thôi. Còn chúng ta cứ vào và tự làm, mỗi một người chúng ta vào để tự điền cho mình. Và nên nhớ, chúng ta ngồi ở một nơi nào mà không có người qua lại ở trong nhà chúng ta, Cộng sản nó không có theo được. Chứ chúng ta đừng có cầm cái điện thoại mà ngồi trước mặt cái thằng công an, thì đương nhiên là nó đang thấy chúng ta làm cái gì rồi, đúng không? Và khi nó đã thấy thì mặc dù là chúng ta trưng cầu dân ý rồi biến mất, nhưng nó thấy nó không bắt được quả tang thì nó làm gì thưa quý vị? Nó gọi là nó mưu mô xảo biệt lắm, nó ma le, nó ma lanh lắm. Và nó bắt chúng ta mặc dù không có bằng chứng, rồi nó nói càng nó bừa, rồi chúng nó lấy cái điện thoại của chúng ta. Cho nên để tránh tình trạng đó, chúng ta không nên ngồi ở những nơi đông người để bấm trưng cầu dân ý, mà chúng ta hãy ở nhà, và chúng ta ở một nơi bình yên rồi chúng ta nhấn trưng cầu dân ý.
chích. Chúng ta đừng có ỷ y, vì cộng sản nó luôn rình rập người dân, cho nên chúng ta đừng để cho chúng ta bị thiệt hại mà thôi. Còn liên trưng cầu dân ý rất là an toàn 100%, vì Đức Quốc Công đang muốn cứu người dân, cho nên Ngài đã hình thành ra cùng số chuyên viên tài ba của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã giúp thành lập ra hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn, để cho người dân chúng ta mỗi người làm một cái trách nhiệm và bổn phận của mình đó, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe đôi dòng cảm nhận về bài thơ Ước mơ của Thi Hào Nam Quán. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Đôi dòng cảm nhận về bài thơ Ước mơ của Thi Hào Nam Quán. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, nhận thấy bài viết này có giá trị văn học, do đó văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời yêu cầu các cơ quan truyền thông của Chính phủ giúp phổ biến. Một năm vừa đi, một mùa xuân nữa lại đến. Đã bao năm rồi vắng tiếng cười trong thời khắc giao mùa này. Đã bao xuân rồi quê tôi không tiếng pháo. Sao xuân về mà lòng quạnh vắng, mà hồn nao nao. Bỗng xa sâu trong tâm tưởng vọng lên một tiếng sáo buồn. Một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau vạn nẻo sầu. Hiến dâng tim ốc ươm quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao. Ước mơ 1999, Nam Quán thi tập. Từ lúc nào người rời chốn an yên, dấn thân vào gió bụi. Một bước là ngàn trùng xa, là thăm thẳm dịu vợi, là không có lối quay về. Bởi bước ấy là bước sơn hà, mái tóc xanh, tuổi học trò nhuốm màu khói lửa, khi quê hương ngập tràn bơm đạn tang thương. Máu và nước mắt của đồng bào, của người thân, thầy cô, bè bạn vì chiến tranh mà rơi đổ. Lệ hòa trong máu, chẳng còn biết ấy là máu hay là lệ. Trong lửa đạn chiến tranh, đã không còn nơi nào thực sự là chốn an yên nữa rồi. Người thiếu niên 16 tuổi năm xưa đã sớm dấn thân vào chiến trường khốc liệt. Qua ống kính của một phóng viên chiến trường người Mỹ mà người phụ tá, người chứng kiến hết cái tàn khốc, hiểm ác, tàn bạo và gian trá của cái gọi là cuộc trường kỳ kháng chiến thống nhất đất nước do tên Hồ Chí Minh chủ xướng. Đã đưa hàng trăm ngàn người Việt máu đỏ da vàng từ miền Bắc tràn vào giết chóc hàng trăm ngàn người dân Việt máu đỏ da vàng vô tội ở miền Nam. Cuộc nồi da xáo thịt đau thấu tâm can. Trái tim người đã biết đau nỗi đau của đồng bào dân tộc từ buổi ấy. 16 tuổi, cái tuổi mộng mơ, yêu đương, chưa phải là tuổi tòng quân, nhưng dù phải mượn giấy khai sinh của anh trai, người vẫn quyết dấn thân vào binh nghiệp, mong góp sức trai ngăn chặn cuộc chiến phi nghĩa này. Và người đã ở đó, tắm mình trong những trận mưa bom tại Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, nơi mà người ta có thể ước tính số lượng bom đạn đổ xuống gần bằng số bom đạn của Thế chiến thứ nhất và thứ hai cộng lại.
người đã ở đó, vùng địa đầu giới tuyến, tiền phương phòng thủ của miền Nam, mục tiêu chiếm đóng của miền Bắc, cổ thành Quảng Trị với những bức tường dày trên 6 mét, nát vụn trong bom đạn, những đơn vị tiền phương quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận danh tính báo tử của chiến sĩ trước khi nhận danh tính trình diện của họ. Những bộ đội Bắc Cộng bỏ xác trên cổ thành Quảng Trị trong tư thế bị xiềng chân vào cổ pháo hay dao thông hào, hoặc bị đồng đội của họ bỏ lại khi họ bị thương trên chiến trường. Xác đồng bào và xác lính từ hai phía chồng chất lên nhau, không còn phân biệt được, tất cả đều máu đỏ da vàng. Tất cả đều là người Việt Nam. Người đã ở đó là chỉ huy, cũng là một trong 54 chiến sĩ đi không tiếng, về không lời. Lập công không ghi công, thác không ghi tên báo tử, là đơn vị hắc hổ lừng danh vùng một chiến thuật và biên giới Việt Miên Lào, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cộng quân những năm ấy, là đơn vị duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh miền Nam, bảo tồn được nguyên vẹn lực lượng cho đến khi giải tán, là đơn vị huyền thoại mà người chính là người chỉ huy huyền thoại. Nhưng trái tim người đau đớn oằn oại, nỗi đau của người bị thương, bị giết, nỗi đau của người bị mất người thân, nỗi đau của nạn nhân chiến tranh, rồi đến nỗi đau của một dân tộc bị mất nước khi tháng Tư Đen 1975 xảy ra, nỗi đau của những tù binh bị đày đọa, giết hại trong ngục tù âm u của Cộng sản, nỗi đau của những người dân, nỗi đau của những người dân thường bị cướp nhà, cướp của, bị đẩy lên rừng sâu, núi xa, nỗi đau của những gia đình chấp nhận ly tán, ly hương, tìm đường vượt biên, vượt biển, nỗi đau của những thuyền nhân bỏ mình trong lòng đại dương sâu thẳm, hay nạn cướp biển kinh hoàng của những phụ nữ bị hãm hiếp đến chết, nỗi đau của hàng trăm ngàn cựu chiến binh phải chịu chấn thương tâm lý lâu dài sau chiến tranh, và nỗi đau, xin lỗi, và nỗi đau của hàng chục triệu đồng bào còn ở lại làm tù nhân, làm nô lệ trong chính ngôi nhà, thửa ruộng, mảnh đất ông cha của mình, mang gông cùm từ thể xác đến tâm hồn, không dám mơ có ngày vượt thoát. Nỗi đau ấy biến thành sức mạnh cho người dấn thân thêm một bước sâu hơn, từ bỏ sự nghiệp kinh doanh đang hưng thịnh trên đất Mỹ, bước ra vũ đài chính trị khi chấp nhận làm thủ tướng của một chính phủ lưu vong nơi đất khách quê người, hứng chịu búa rìu dư luận đe dọa tính mạng và danh dự, thiệt thân khổ trí, quyết tâm cứu nước vẫn ngùn ngụt cháy, mà con đường cứu nước thì cứ mịt mờ vô định. Bạn đồng tâm, kẻ bước vào người bước ra, con thuyền quốc gia cứ lên đên trên sóng cả, một mình người chèo chống, trái tim đau và ngắm vạn nẻo sầu. Rồi một lần nữa, người lại bước thêm một bước, bước phá nữa, từ bỏ tất cả để lui vào sa mạc, không phải ẩn tu để tìm đường giải thoát cho kiếp nhân sinh của mình,
mà chính là tìm đường giải cứu cho một dân tộc đang lâm nguy. Đây chính là thời điểm mà bài thơ Ước mơ ra đời. Xin lỗi. Xin lỗi. Hiến dân tim óc ương quê mẹ. Lời thơ đã nói hết tâm nguyện của người. Kiếp nhân sinh được trời ban một trái tim và một khối óc, xem như là đặc quyền của con người. Mỗi người đều dùng đặc quyền đó để thực hiện mục đích sống riêng. Sống là để yêu thương, để chia sẻ, hay để hưởng thụ, hoặc vun bồi hạnh phúc cá nhân chúng nhân gian, thậm chí để chiêm nghiệm thế tình và tìm đường liều thoát luân hồi sinh tử. Xin lỗi. Điều hiếm thấy ở con người, nhưng với người thì khác. Mục đích sống của người là để ươm quê mẹ. Dù trái tim đã hằn vết đau thương, dù bước chân đã hằn lên gai góc của vạn nẻo sầu, nhưng chân tánh thiện lành và niềm mong ước được ươm quê mẹ đã thắp sáng hy vọng cho khối óc tinh anh. Thần trí minh mẫn được câu thông cùng với Thượng Đế tánh, Phật tánh trong người, tìm ra con đường giải thoát cho quê hương. Đó là cuộc cách mạng tâm trị, con đường tân dân chủ để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, mang đến con đường hòa bình cho nhân loại. Bài thơ có tựa đề là Ước mơ, gói trọn trong 4 câu 28 chữ mà thi sĩ Nam Quán đã dùng 3 câu đầu để ghi chép một thực tại đau lòng của đất nước và con người Việt Nam, và tâm tình luôn canh cánh niềm thương nước, yêu dân của một chí sĩ người Việt đang sống lưu vong nơi đất khách. Câu cuối cùng vỏn vẹn có 7 chữ lại gói hết niềm ước mơ của người: sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao. Khi nghe một bản nhạc buồn hay đọc một bài thơ buồn, lòng người ta cứ trùng xuống. Tuy nhiên, bài thơ Ước mơ của thi sĩ Nam Quán thoạt đầu là một bài thơ buồn, nhưng đã kết lại bằng một lối mở ra cho niềm ước mơ khả dĩ thành hiện thực. Từ xưa, Việt Nam không thiếu hiền tài. Từ xưa, Việt Nam chưa hề thua bại lâu như vậy. Gần 100 năm, thời gian đã quá đủ. Một khi mọi người thức tỉnh, nhận ra vận mệnh của mình sẽ đi về đâu trong kiếp đời nô lệ, họ sẽ đứng lên. Một khi những bậc tinh anh biết tỉnh giấc Nam Kha, quyết tâm tận hiến tim óc để ươm quê mẹ, thì ngàn hoa sẽ nở rộ và tươi thắm mãi đến ngàn sao. Đó chính là niềm mong ước của người. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân hay thi sĩ Nam Quán, trong suốt sự nghiệp cứu nước của người, niềm mơ ước lớn lao nhất chính là toàn dân tộc cùng đồng lòng nhất trí, đoàn kết dưới một ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, xây dựng cuộc sống an bình hạnh phúc cho đời đời con cháu về sau. Mỗi lời nói, suy nghĩ hay hành động của người đều đồng nhất, chính trực và minh bạch như cách người sống. Kính Chúa, yêu người, thương mọi chúng sinh và hòa hợp với thiên nhiên vạn vật, hằng thuận thiên ý, ghét tà quyền, khinh tà thuyết,
quyết tâm xiển dương chánh giáo và bảo vệ công lý. Đó là tính cách của người. Do đó, người tuyên bố chủ thuyết tân dân chủ ngay từ đầu đã đem thuyết vô thần cộng sản là tà thuyết cần phải triệt tiêu để cứu loài người khỏi sự sai khiến của quỷ dữ. Đó là lập trường của người. Tất cả những tính cách, mục tiêu, lập trường ấy tự trung thành tinh thần Đào Minh Quân, là tinh thần của một người Việt Nam chân chính, nhân hậu, hiếu hòa nhưng bất khuất và hùng anh. Không nạp tà thuyết, không dung tà quyền, quyết tâm không cộng sản là tinh thần nhân loại chân chính. Trên thờ kính Thượng Đế, dưới đối xử công bằng và nhân ái với muôn loài, cả con người lẫn vạn vật chúng sinh là chủ nhân, là người quản trị tốt của địa cầu, bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho muôn loài được chung sống hòa bình, bền vững đến ngàn sao. Tinh thần Đào Minh Quân ấy chính là tinh hoa có trong mỗi con người Việt Nam. Người từng nói, Việt Nam không phải chỉ có một Đào Minh Quân, mà có tới hàng triệu Đào Minh Quân, giống như 54 chiến sĩ Hắc Hổ năm xưa. Việt Cộng không phải sợ 54 người chiến sĩ ấy, hay sợ ông toán trưởng Trung Quý Quân, mà chúng sợ vì không biết ai trong số 54 người ấy là Trung Quý Quân, mà vì cả 54 người như một, mỗi người là một Trung Quý Quân. Ước mơ hay mục tiêu của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống, Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nay cũng vậy. Mong đánh thức tinh Việt, linh Việt, trí Việt trong mỗi người Việt Nam chúng ta. Mong thắp lên tinh thần Đào Minh Quân trong mỗi tâm hồn, để Việt Nam có 100 triệu Đào Minh Quân, thì ước mơ quê mẹ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao sẽ sớm thành hiện thực. Bài thơ chỉ có 4 câu, viết theo thể loại thất ngôn tứ tuyệt, vỏn vẹn 28 chữ, tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của thể loại thơ đường luật. Quả là một tuyệt phẩm thơ đường. Nếu đem bài thơ này làm đề tài khảo thí đối thơ, e rằng khó tìm ra bài thơ tâm đắc. Thi sĩ Nam Quán nhã chữ gieo vần một cách tự nhiên, như không cố ý theo quy tắc nào cả, nhưng mỗi chữ, mỗi câu, mỗi vần, mỗi ý tự nó đi vào vị trí thích hợp của chính nó một cách tinh tế, nhuần nhuyễn đến mức tự nhiên. Âm vần chính cho toàn bài thơ tứ tuyệt này là âm ao cho câu 1, câu 2 và câu 4, mà tự nó đi vào một nghiêm luật cao hơn là trùng cả phụ âm đầu S. Câu 1, một bước sơn hà, một bước sâu. Câu 2, một trái tim đau, vạn nẻo sầu, chữ sâu thêm một dấu huyền là chữ sầu. Câu 4, sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao, chữ sâu bỏ dấu ớ là chữ sao. Chúng ta thấy người dùng cặp số 1, một bước, một trái tim là 11, và lập hai số ngàn, ngàn hoa, ngàn sao, hữu ý hay vô tình. Chúng tôi tự nhận không rành về thuật toán và số học nên không dám bình luận, chỉ nêu một cảm nhận đơn sơ. Một biến ra ngàn, mà chữ ngàn trong thi ca có nghĩa là vô số. Có thể nói rằng mong ước đơn sơ của người
chính là từ một Đào Minh Quân sẽ sinh biến ra hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu Đào Minh Quân, thì tương lai đất nước sẽ thịnh vượng, trường tồn đến ngàn sao, có nghĩa là mãi mãi. Đầu năm khai bút, một chút buồn trước thực cảnh quê hương, nhưng tâm tình của chúng tôi cũng đã được thắp sáng lên niềm hy vọng tin yêu nhờ tuyệt phẩm thơ Ước Mơ của Thi Hào Nam Quán. Chân thành kính cảm ơn người, tôi tin vào một ngày mai tươi sáng sẽ thành hiện thực trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Một khi tinh thần người Việt Nam chân chính, tinh thần Đào Minh Quân được bùng lên trong mỗi trái tim người Việt Nam thân yêu của chúng ta đang hiện diện khắp mặt địa cầu. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi vừa trình bày xong bài thơ Một tuyệt tác phẩm của Đức Quốc Công của Thi Hào Nam Quán, bài thơ Ước Mơ. Chỉ có 4 câu nhưng nói lên cho chúng ta thấy cả một cái đất nước Việt Nam, cả một vùng trời cao rộng mà Đức Quốc Công của chúng ta đang đem đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay đừng nên thờ ơ nữa. Ngài đang cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ước mơ của Ngài, mỗi người dân Việt Nam là một Đào Minh Quân, thì đất nước Việt của chúng ta sẽ trường tồn. Cho nên người Việt hãy loan tải những tin tức về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho của các cơ quan truyền thông của chính phủ, để chúng ta thay đổi tư duy, chúng ta sẽ thay đổi những suy nghĩ, những suy nghĩ mà từ nào đến giờ Cộng sản đã gieo vào đầu của người dân Việt Nam của chúng ta là nhu nhược, để cho chúng dễ cai trị. Ngày hôm nay chúng ta cần phải noi gương tinh thần Đào Minh Quân, và chúng ta sẽ là mỗi người là một Đào Minh Quân để chúng ta cứu nước và giữ gìn đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên tất cả người dân của chúng ta ngày hôm nay hãy đồng lòng trưng cầu dân ý, thì chúng ta sẽ đạt được nguyện vọng của mình là nước Việt Nam sẽ được hạnh phúc, tự do và no ấm thật sự trong những ngày sắp tới. Bây giờ chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe một bài hát, mà bài hát này cũng do Đức Quốc Công sáng tác, và Ngài lấy bút hiệu của Ngài là nhạc sĩ Anh Thương. Thì chúng ta sẽ thấy Đức Quốc Công của chúng ta tài đức vẹn toàn. Chúng ta cần nên truyền tải những tin tức này, vì Cộng sản nó cố tình bưng bít và để cho người dân không có thấy được người cứu nước Việt Nam của chúng ta hiện tại là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Mà nếu chúng ta cứ thờ ơ và sợ sệt thì Cộng sản chúng nó sẽ thắng chúng ta, là vì chúng biết là qua cái sự hăm dọa thì chúng ta sẽ sợ, mà sợ thì chúng ta sẽ tự chết, mà chúng nó không cần làm gì cả. Cho nên ngày hôm nay người dân Việt Nam của chúng ta không có thờ ơ, và người dân của chúng ta không có nhu nhược. Chúng ta phải mạnh mẽ lên để chúng ta biết Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tài trí, tài đức vẹn toàn. Ngài đã đứng ra để đại diện toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta để cứu nước. Không có một người thứ hai trên toàn thế giới này, không có người thứ hai để đứng ra cứu nước Việt Nam, mà thậm chí Đức Quốc Công đang cứu luôn toàn thế giới, vì Tàu Cộng nó đang có âm mưu coi như là diệt chủng cả thế giới, chứ không riêng nước Việt Nam của chúng ta đâu, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe bài nhạc phẩm Nhớ Nhà do nhạc sĩ Anh Thương sáng tác.
đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng lắng nghe. Đại dương đó có ai chiều trong ai.
người ơi mong ngày về từ rừng lòng bồi hồi nghe tâm hồn pháo xuyên ước mong ngày hồi hương người ơi mong ngày về từ rừng lòng bồi hồi nghe tâm hồn pháo xuyên ước mong ngày hồi hương nghe tâm hồn pháo xuyên ước mong ngày hồi hương. Kính thưa quý đồng bào, tất cả những tác phẩm Đức Quốc Công sáng tác với tấm lòng của Ngài đều hướng về dân tộc Việt Nam của chúng ta, và Ngài hồi hương mà dường như không chỉ riêng Đức Quốc Công mà toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, những người Việt đang ly hương tị tổ khắp nơi đều mong có ngày hồi hương. Nhưng tuy nhiên chúng ta cần hiểu rõ cái nghĩa mà chúng ta hồi hương về thăm nhà, vì hiện tại có rất nhiều người Việt của chúng ta về Việt Nam, nhưng đó chúng ta chưa phải là về thăm nhà thật sự đó thưa quý vị, là vì Cộng sản nó còn cai trị tại đất nước Việt Nam của chúng ta, và những người muốn trở về Việt Nam để thăm người thân phải dưới sự cai trị của Cộng sản, và khi vào đất nước Việt Nam thì không có dám mở miệng ra nói gì cả vì sợ chúng bắt bất tử. Cho nên từ chỗ đó, nếu mà chúng ta về Việt Nam mà dưới sự cai trị của Cộng sản thì chúng ta không nên về, và chúng ta cần phải cứu nước Việt Nam của chúng ta để toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta được tự do no ấm thật sự, thì đó mới chính là ngày chúng ta hồi hương, và đó mới chính là chúng ta về thăm quê hương. Còn hiện tại nếu chúng ta nghĩ sai nghĩa là chúng ta về thăm quê hương mà Cộng sản nó gọi là khúc ruột ngàn dặm đó thưa quý vị, đó là chúng đang hút máu luôn cả những người Việt ở hải ngoại, đem tiền đô về để nuôi chúng sống hoài đó thưa quý vị. Cho nên nếu chúng ta hiểu ra nghĩa được thì chúng ta sẽ thấy được chính chúng ta nếu hiểu sai về sáu chữ đúng sai thiện ác chính tà mà Đức Quốc Công đã truyền dạy, thì chúng ta đang tự chúng ta diệt chúng ta, diệt cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay người Việt của chúng ta cần hiểu đúng nghĩa của sáu chữ đúng sai thiện ác chính tà, vì nhiều khi chúng ta nghĩ sai thì nó sẽ tai hại. Chẳng hạn như nhiều người chúng ta nghĩ là chúng ta làm thiện, làm những điều tích đức, chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật và chúng ta cúng chùa, đó là chúng ta được phước, đúng không? Nhưng hiện tại tất cả các chùa, các nhà thờ ở tại Việt Nam, Cộng sản nó đều khống chế cả. Cho nên nếu chúng ta cúng chùa là chúng ta đang nuôi Cộng sản. Từ chỗ đó cho nên Đức Quốc Công chúng ta đã nhìn thấy rất sâu và rất xa để cho người Việt của chúng ta phải mở mắt ra mà thấy được, thay vì chúng ta đi cúng chùa, chúng ta trưng cầu dân ý để chúng ta cứu nước, thì như vậy Cộng sản nó sẽ không bám vào đâu được cả, vì chính chúng ta ngộ nhận mà nuôi dưỡng. Cho nên Cộng sản đến ngày hôm nay nó vẫn còn sống, chúng ta không ngộ nhận nữa. Chúng ta cần phải tìm hiểu những gì Đức Quốc Công giảng dạy cho chúng ta qua những chương trình truyền thông, để chúng ta hiểu được Cộng sản nó tàn ác, nó mưu mô, nó hiểm độc đến giường nào, thì chúng ta mới tránh khỏi nạn diệt vong. Đó là những gì chúng tôi muốn đưa đến cho tất cả quý đồng bào Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay, đồng bào Việt Nam của chúng ta phải bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ, là người dân biết làm chủ đất nước của mình, thì Cộng sản không bao giờ chiếm nước Việt Nam của chúng ta nữa. Hôm nay chúng tôi xin ngừng ở đây. Trước khi chúng tôi ngừng, kính mời tất cả quý đồng bào cùng chúng tôi nghe bài hát quen thuộc, đó là bài hát Trưng Cầu Dân Ý, để chúng ta nhớ
và truyền tải những tin tức về chính phủ để mỗi người dân một lá phiếu thì chúng ta sẽ được tự do no ấm. Đơn giản chỉ có thế, không có mất một viên đạn, không có nghe một tiếng súng, cũng không có rớt một giọt nước mắt hay mồ hôi nào mà Cộng sản phải bị diệt vong, Cộng sản phải bị triệt tiêu qua sự chỉ đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng lắng nghe bài hát Trưng cầu dân ý để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay. Khổ dân được thành công viên mãn, trân trọng kính tạ ơn Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sông núi. Trước khi chấm dứt chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng chúng tôi cất cao lời thề son sắt do Đức Quốc Công đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào tạm biệt quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Trân trọng kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống thân tâm thường an lạc, luôn dồi dào sức khỏe và thành đạt ý nguyện lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Trân trọng kính chúc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, tất cả quý thành viên đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng kính chào.